Từ nhỏ em đã có một ước mơ hay còn gọi là sự hoang tưởng. Một ngày nào đó em có thể tìm ra cho mình một hướng đi và lập ra một công ty riêng và theo đuổi những cái ý tưởng đó tới cùng. Em có một ý tưởng là hạn chế cảnh lang thang tìm sách bằng cách tạo lập một hệ thống website nối kết các nhà sách lớn và cả những nhà sách nhỏ lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh lại, để một người đọc sau khi nhập vào một tựa sách nhất định và địa điểm cần tìm sách thì sẽ ra một danh sách các nhà sách gần đó và cũng như là cái bảng so sánh giá thành. Bằng cách đó thì người đọc có thể tiết kiệm thời gian, công sức, tiền xăng. Hiện giờ em thấy các nhà sách lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái hệ thống tìm kiếm sách trong chuỗi nhà sách của mình. Cho nên để kết nối các hệ thống đó lại thì sẽ không là một công việc khó khăn. Nhưng mà còn các nhà sách nhỏ lẻ thì Các nhà sao? sách nhỏ lẻ sẽ được tìm thấy rất là dễ dàng ở hầu như tất cả mọi ngóc ngách ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi mà dịch vụ vận chuyển sách tới tận nhà sẽ không phải là một thị trường có nhiều tiềm năng, bởi vì người Việt thích tìm đến tận nơi, cầm cuốn sách lên và đọc qua ít nhất một vài trang trước khi quyết định mua nó. Một website kết hợp và hệ thống hóa nguồn sách của tất cả các nhà sách lớn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ tìm được một lượng truy cập cao vì đáp ứng được nhu cầu và văn hóa đọc của người Việt trong thời buổi kinh tế thị trường, cũng như không còn cảnh phải lang thang từ tiệm sách này sang tiệm sách khác chỉ để tìm cuốn sách ưng ý. Và cuối cùng, thực ra không ai muốn mỏi mắt đọc một cuốn ebook chỉ vì không tìm ra được cuốn sách in cùng tựa cả. Một trong những thử thách ban đầu là phải thuyết phục được sự tham gia và phối hợp của tất cả các nhà sách nhỏ bên cạnh những nhà sách lớn và có thương hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh như Phahasa hoặc Phương Nam. Ngoài ra thì đội ngũ ban đầu phải là những người rất là đam mê, nhiệt huyết và có hiểu biết sâu về thị trường cũng như là cách tạo lập hệ thống website. Thử thách cuối cùng là ban đầu website sẽ mất một số thời gian và một lượng vốn nhất định để quảng bá rộng rãi thương hiệu cũng như là thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo trên website. Nhưng bên cạnh đó, những thuận lợi ban đầu là không thể kể hết được. Ví dụ như thị trường hiện nay chưa có website nào kết hợp được nguồn sách của tất cả các nhà sách trong nội thành. Thứ hai là website sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người yêu và tôn trọng sách. Thứ ba cũng là cái quan trọng nhất là website sẽ được xem như là một công cụ để truyền bá rộng rãi hơn nữa văn hóa đọc của người Việt cũng như là một đóng góp nho nhỏ nhằm làm sống lại hồn sách Việt.